Như vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Khánh Hội quận 4. Và xin mời quý vị khán giả ngày hôm nay sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu được gửi đến trên sóng truyền thông của chúng tôi với trận đấu khá sớm. Cơ hội không được, và dứt điểm không thành công. Trong đội hình của đội bóng của cả Sài Gòn ngày hôm nay thì có mặt Lâm đây, nhưng chúng tôi đang nhận thấy có sự đáng tiếc khi không thể có được sự góp mặt của anh Lâm Bún Riêu hay là vị trí của cầu chính. Đường truyền ra Bình Long, sức ép tấn công đang được các cầu thủ Lão Tưởng Khoa Bột duy trì. Dứt điểm, và cầu thủ đi không chính xác. Đúng ra chân của Toàn Già hơi chần chừ, tình huống xử lý của Kiến Ngựa chưa thật sự chuẩn xác, và dứt điểm không thành công của số 18. Đây là lời đáp trả của các cầu thủ áo cam, không được, và dứt điểm và thiếu cảm giác của anh Hùng Đen. Điều này sẽ khiến cho thể lực của các cầu thủ hai bên khá khó chịu. Pha xử lý hay, cơ hội nữa dành cho Văn Hạnh. Dứt điểm, cú đá sức chính xác của số 12 để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Khóa 1. Tình huống dứt điểm bằng chân trái, bóng đi rất hiểm. Mặc dù góc sút là hơi hẹp, nhưng vừa rồi thì số 12 vẫn có pha kết thúc đầy tự tin và mở tỷ số dành cho các cầu thủ Lão Tướng Khóa 1, giúp họ vượt lên dẫn trước. Chúng ta xem lại cú đá của thêm cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ Lão Tướng Cảng Sài Gòn không thành công. Thêm cơ hội nữa dành cho Lâm Tây, được chuyền sút. Cơ hội dứt điểm, không thể đánh bại được A Lũ. Cơ hội trở lại với các cầu thủ bên phía Lão Tướng Khóa 1, đường truyền không tốt, bóng lại trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Thêm đường chọc khe, dứt điểm rất dễ dàng, và tỷ số đã được gỡ hòa một đều. Một cơ hội rất bình tĩnh, và đường kết thúc của anh Bảy Sĩ cũng không có gì khó khăn. Sau một vài cơ hội bỏ lỡ trước đó thì bây giờ anh Bảy Sĩ đã có tên trên bảng tỷ số. Và chọc khe trước đó là rất hay, mở ra một cơ hội rất thoáng dành cho cầu thủ áo số 16 kết thúc. Và pha điểm bóng đơn giản của rất hợp lý, vẫn là Bình Long. Và phối hợp phản trống, cơ hội kết thúc không vào. Lần này đến lượt A Lũ là từng người đã cứu thua dành cho các cầu thủ Lão Tướng Khóa 1. Cú đá ngay, bóng chạm vào người của cầu thủ phòng ngự bên phía Lão Tướng Khóa 1, và cơ hội phản công tiếp theo dành cho các cầu thủ áo xám sân. Văn Hạnh được chiến tốt, Kiến Lửa khoảng trống dành cho số 10, tiếp tục là cơ hội đối mặt. Dứt điểm rất dễ dàng, tỷ số lại là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía Lão Tướng Khóa 1. Và trọng tài cũng đã nổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên của trận đấu. Chúng ta sẽ xem lại một lần nữa bàn thắng của Kiến Lửa trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Tiếp tục những nỗ lực lên bóng dành cho các thủ bên phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Đụng đi bóng, chọc khe sức hay, và trả bóng có bàn thắng hay không. Bóng đã đi vào lưới, và tỷ số được gỡ hòa hai đều dành cho các cầu thủ áo cam. Người ghi bàn là vị trí của cầu thủ mang áo số 9. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công vừa rồi với pha xử lý gọn gàng của cầu thủ mang chiếc áo số 9. Không cần một tình huống chạm bóng quá căng và vẫy bóng kỹ thuật, và nó đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Thơm Chính Ngóng và mang về bàn gỡ hai đều dành cho các thủ. Và qua người sức hay của số 13, phản chống dành cho Hành Que, chưa thể dứt điểm. Tuyển hai bảo đến dứt điểm rất nguy hiểm. A Lũ lại một lần nữa lại là người đủ người cứu thua dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Suýt chút nữa thì đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ áo xanh xám. Rất may cho hàng phòng ngự bên phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Số 9 đã có được bàn thắng gỡ hòa hai đều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Và pha dứt điểm rất đẹp mắt, tỷ số đã là 3-2 dành cho đội bóng áo cam. Tình huống kết thúc của anh Hùng Thời Trang để mang về bàn thắng giúp cho các cầu thủ Lão Tướng Cảng Sài Gòn vượt lên dẫn trước. Pha bóng mà số 7 đã chọn điểm rơi và vung chân cực kỳ chuẩn xác. Cú đá cười lưỡi gần khiến cho thủ thành Thơm Chín Ngón không thể phản xạ kịp thời. Lão Tướng cầu Sài Gòn, Cảng Sài Gòn, đây là vị trí của Lâm Tây. Đường chọc khe, pha khống chế của anh Tý còn hơi thiếu cảm giác. Nỗ lực dứt điểm tiếp theo của anh Hùng Thời Trang lại không thành công. Vẫn là Bình Long, nhưng nỗ lực cứu bóng tốt của anh Tùng. Đây là Hành Què, người mở tỷ số trận đấu. Cú đá đâu, không được, pha điểm lại đi ra ngoài. Bình Long khoảng trống kết thúc ngay, vẫn chưa thể đánh bại được A Lũ. Thêm pha xử lý bóng tốt nữa của các thủ bên phía đội bóng áo cam. Được chuyển ra sức chống chạy, cơ hội dành cho anh Hùng Thời Gian, kết thúc không vào. Thêm cơ hội nữa, đường truyền hợp lý của Bình Long, và lại là khoảng trống dành cho các thủ áo xám sạch. Không có được pha bóng qua người thành công, lắc đầu không thành công, lại là Kiến Lửa. Đây là Bảy Sĩ, đường truyền rất hợp lý dành cho anh Hùng Đen. Số 5 có được một pha kết thúc ở trong hiệp một, không vào.
rồi mất khoảng gần một phút để thay biện. Và đây là cơ hội đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các thủ bên phía đội bóng Lão Tướng khóa 1, khi mà trong tình huống tranh chấp trước đó thì anh Tùng đã bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Một quả penalty dành cho Lão Tướng bóng đá quận Tư, và Bình Long đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh xám. Chúng ta cùng xem lại ở chấm phạt đền thì Bình Long đã rất dễ dàng đánh bại được thủ thành A Lũ. Cơ hội dạ hơn và dứt điểm không thành công. Tình huống kết thúc khá đáng chú ý đến từ vị trí của số 2. Pha chạm bóng không thành công của các cầu thủ áo xám xanh. Hùng Thời Trang phản công trở lại với các cầu thủ Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Những pha dâng lên tốc độ của anh Bảy Sĩ rất chính xác, dứt điểm rất gọn gàng. Lần nữa thì các cầu thủ bên phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn lại vượt lên dẫn trước. Tình huống xử lý rất khéo léo của anh Bảy Sĩ, đã không còn những pha xử lý rườm rà. Và vừa rồi đó là động tác cực kỳ dứt khoát của số 16, khống chế một nhịp và dứt điểm ngay. Lại là lòng tay cầu bóng, đường treo bóng đến với vị trí của An Kem Chuối, kịp không, bóng vẫn trong sân, cơ hội khống chế tốt, được chuyển ra, cú đánh đầu, bóng vừa chạm sang An, xin chúc mừng thì có một bàn thắng đẹp mắt nữa dành cho vị trí của anh Bảy Sĩ. Khá đáng tiếc dành cho số 16 trong pha trọng điểm rơi và đánh đầu vừa rồi. Quả tạt bóng của An Kem Chuối cũng là cực kỳ chuẩn xác. Tình huống di chuyển khắp bóng hợp lý của số 16 để đón điểm rơi và đánh đầu từ thế hệ vàng của nước cầu thủ như Lê Hồng Đức hay Võ Hoàng Vũ. Họ đã làm nên bất ngờ kỳ SEA Games 1995. Và có một pha phối hợp tốt nữa và anh Hùng Thời Trang đã tiếp tục ghi bàn dành cho các thủ Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Tỷ số được nâng lên 5-3 dành cho đội bóng áo cam với tình huống phối hợp bật tường rất hay. Pha phối hợp giữa hai Lão Tướng Hùng Thời Trang cùng với vị trí của anh Bảy Sĩ, số 16 lần này là người làm tường. Và pha chạm bóng một chạm của số 7 đã... Chúng tôi cũng xin nhắc lại trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage bóng đá phương miền Tây, và đang có những cổ động viên ở phương xa cũng đang theo dõi trận đấu này qua sóng livestream và đang cổ vũ dành cho hai đội bóng. Cú đá của Gia Hưng rất nguy hiểm, vẫn chưa vượt qua được hàng phòng ngự của các thủ bên phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Đây lại là Bình Long có khoảng trống, được truyền vào, đánh đầu rất chính xác, một pha phối hợp tuyệt vời của các thủ bên phía đội bóng áo xanh xám. Và anh Tùng vừa rồi đã đánh đầu tung lưới thủ thành A Lũ để rút ngắn cách biệt dành cho các thủ Lão Tướng khóa một. Đường truyền vào hết sức chính xác của Bình Long. Xin lỗi bạn, người tạt bóng không phải là số 4 mà là vị trí của Hạnh Què. Và chọn điểm rời rất chính xác của anh Tùng. An Kem Chuối pha bỏ bóng qua Kem Chuối, bóng vừa rồi dội công chóc, không vào. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam, chưa thể có bàn thắng kế tiếp. Đi bóng bỏ vào trong. Tuyển 2 cơ hội vẫn là các cầu thủ áo cam, đường truyền ngang không được, phạm một trường hợp không vào, liên tiếp những cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ bên phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Thêm cơ đường truyền nữa vẫn chưa vào, nhưng cuối cùng cũng sẽ có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo cam. Tỷ số được nâng lên 6-4 rồi. Hàng loạt những pha âm thầm được tạo ra, và cuối cùng thì vị trí của cầu thủ mang áo số 5, xin lỗi bạn, người ghi bàn là cầu thủ mang chiếc áo số 3 bên phía đội hình của đội bóng áo cam sau pha đánh đầu cẩn thận. Một cầu thủ vừa đá bóng vừa thổi còi đúng nghĩa, và tiếng còi đã vang lên. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Người xử lý quả đá này sẽ là số 9. Cũng đã không đánh bại được A Lũ, rất đáng tiếc không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Lão Tướng khóa 1. A Lũ tiếp tục là người hùng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Anh vẫn đang chơi rất hay. Cụ thủ thành từng chơi bóng ở Hồng Kông. Anh Quang Sáng là người có pha mở ra cơ hội tấn công để dành cho các thủ Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Rất hay, không được rồi. Và xử lý của anh Bảy Sĩ lần này lại quá thiếu cảm giác. Dứt điểm ngay, cũng đã không đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía đội bóng. Thêm pha dứt điểm căng, lần này thì bóng đã nằm gọn trong lưới. Bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng áo cam để có thể gia tăng khoảng cách. 7-4 nghiêng về phía Lão Tướng Cảng Sài Gòn. Với tình huống dứt điểm rất gọn gàng của cầu thủ trẻ hiếm hoi trong đội hình thi đấu của Lão Tướng Cảng Sài Gòn, một sự bổ sung chất lượng. Và pha dứt điểm của số 11 bóng đi quá hiểm, anh chưa được đăng ký tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa. Thêm pha dứt điểm, có bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ áo cam. Tỷ số đã là 8-4 rồi. Anh Tý vừa ghi một bàn thắng rất bất ngờ. Thủ môn bên phía đội bóng Lão Tướng quận một, Lão Tướng khóa 1 đã có một tình huống xử lý thiếu an toàn. Khá đáng tiếc cho hàng phòng ngự bên phía Lão Tướng khóa 1, họ đã mất tập trung và để thủng lưới từ một tình huống không mấy nguy hiểm. Không được, đường truyền vào lại không có một cầu thủ bên phía đội bóng áo xám xanh nào tiếp cận. Đây là Gia Hưng,
thêm cơ hội tấn công anh Tùng. Dứt điểm ngay, cú đã đánh bại được A Lũ. Một tình huống dứt điểm rất căng và đẹp mắt, bóng đi quá hiểm sau cú ra chân của cầu thủ áo số 6. Anh Tùng có được bàn thắng thứ hai sau tình huống đánh đầu ở hiệp 1. Xin lỗi bạn, đánh đầu ở hiệp 3. Anh đã có thêm bàn thắng nữa. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi của số 6. Những pha va chạm quyết liệt và các thủ Cam vẫn đang nắm giữ lợi thế cho mình. Lúc này thì thời gian của trận đấu không còn nhiều. Hiệp 2 chỉ còn lại khoảng, xin lỗi bạn, hiệp đấu thứ 4 chỉ còn lại khoảng hơn 2 phút. Cùng thời gian còn lại của hiệp đấu cuối cùng là không nhiều. Cơ hội phản công, đây là Kem Chuối. Và qua người của số 8. Tiếng còi trọng tài đã được vang lên trước đó, trước khi bóng được đưa vào lưới. Rất đáng tiếc dành cho anh Kem Chuối, bàn thắng của số 8 đã không được công nhận.